Đây là ván thứ nhất của trận đơn nữ trẻ giữa hai vận động viên Nguyễn Thị Nga của Hà Nội mặc áo đỏ và Nguyễn Hồng Tâm của Đà Nẵng mặc áo xanh. Nga giao bóng. Có thể xem đây là trận lặp lại trận chung kết đơn nữ trẻ diễn ra cách đây một tháng tại Hải Dương. Thank you.
lên. Thank you.
Trên bàn số 3, chúng tôi xin mời những em thí sinh Hà của Dương Vĩnh Phan Đội Khánh của Ninh Thuận về bàn số 3. Trên bàn số 6, chúng tôi xin mời vận viên Nguyễn Ngọc Tuấn Huy và Phạm Thị Thu Hương về bàn số 6. Di chuyển bánh phải.
quá nhanh. Bỏ quá hết rồi, bây giờ đánh chậm hẳn lại, bật cái chân rộng ra móc cao lên, đánh thật chậm thôi. Từng quả một thôi, em đừng như cái ván rồi em nấu miến quá. Đánh thật chậm thôi. Bây giờ nó đánh nó ra sẽ cảm thấy em xoay vào có thể em hất được em hất. Còn nếu em né ra thì em vẫn phải đèn xoáy như đứng nhất. Đâu, người mình di chuyển rồi, cố gắng đứng quả nào vào cũng nhật. Đừng có đứng tại chỗ thần dừng ra. Thank you.
tập trung từng quả một. Bật chân lên, không bỏ đâu. Kiên trì lên. Thank you.